Đây là bộ phim cần được xem dưới sự hướng dẫn của bác sĩ tâm lý. Phim có hạn chế về nội dung và phong cách phim không theo quy tắc. Kẻ giết người đã tàn sát hàng chục cô gái thanh thiếu niên trong vòng 3 tháng ngắn ngủi. Cuối cùng, hắn đã trốn thoát khỏi bẫy pháp luật bằng cách giết người mà không phân biệt nạn nhân trong hơn 30 năm. Câu chuyện bắt đầu ngay từ đầu với sự căng thẳng. Người già sống một mình chết oan trong nhà. Khi phát hiện cơ thể đã bị ruồi ăn đến thịt xác lộ ra xương trắng. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện khóa cửa phòng không bị phá hủy. Tại hiện trường không để lại dấu vân tay nào ngoại trừ của người già. Cảnh sát chỉ có thể kết luận rằng vụ án này là tự tử. Trong khi đó, một xác chết được phát hiện lần nữa trong con sông gần đó. Sau khi điều tra, nạn nhân vẫn là người già sống một mình. Cảnh sát suy đoán rằng người già đã trượt chân từ cầu rơi xuống sông và chết. Điều kỳ lạ là lan can trên cầu cao hơn người già một phần. Sự việc này nhanh chóng thu hút đám đông đến xem. Một ông lão trong số đó đã nói ra điều đáng ngạc nhiên, "Tại sao không chết trong nhà mình?" Làm giảm giá căn hộ của chúng tôi. Anh ấy tên là lão Bạch, là một người đàn ông sống một mình gần 70 tuổi coi tiền như mạng sống. Nhờ vào số tiền bồi thường từ khi còn trẻ bị đánh, mua hai tòa nhà để cho thuê qua ngày dựa vào danh tính chủ nhà trọ của mình anh ta thường hành xử hống hách mỗi ngày không phải là nói năng vô ích thì là trên đường nói năng vô ích điều duy nhất thoát khỏi là cô gái tuổi xuân gần 60 tuổi tên tiểu anh bởi vì chỉ có nụ cười của cô ấy thêm màu sắc vào cuộc sống thuê nhà buồn chán của lão tự ngày hôm đó lão bạch tình cờ biết được khi trò chuyện với cựu cảnh sát hưu 30 năm trước khu vực này cũng đã xảy ra vụ án mạng kẻ giết người mỗi lần hành động đều thử nghiệm trên người lão sống một mình sau đó là cô gái tuổi xuân đen tối do không tìm thấy được kẻ giết người cuối cùng chỉ có thể tạm ngưng vụ án sau 30 năm kẻ giết người rất có khả năng vì thèm tay gần đây sẽ tái phạm một câu nói của cựu cảnh sát hưu, không có gì đáng sợ khi để cho người chỉ còn một nửa thân xác vào, mỗi ngày lên xuống cầu thang đều ghé qua phòng tôi. Dĩ nhiên phải trả tiền thuê nhà, tôi không muốn ai thấy tôi giống như ông Han trước khi ra đi. Khi ra đi thấy khóa của đối phương hỏng vẫn nhớ nhắc sẽ đến đổi vào ngày mai, tuy nhiên, ngay khi bước vào cửa vào ngày thứ hai, phát hiện cảnh sát cũ đã bị người khác treo cổ, lúc này, đúng lúc hai người bảo mẫu chăm sóc người già từ cộng đồng bước vào, nhìn thấy cảnh trước mắt ngã sấp mặt xuống đất, tuy nhiên, khi cảnh sát đến để ghi chép lời khai, sự chết của cảnh sát cũng bị khách thuê nhà đổ lỗi cho ông tự bởi vì nhiều người đã chứng kiến ông bạch thúc giục thuê nhà suốt ngày không chỉ một lần có khả năng cao cảnh sát cũ không trả được tiền thuê nhà bị ông ta ép buộc chọn tự tử ông bạch mạnh mẽ phủ nhận việc thu tiền thuê nhà rõ ràng ông ta vẫn đánh giá thấp tác động tiêu cực từ dư luận ngay cả chị chủ cửa hàng bán bánh bao cũng bảo ông ta cút khỏi cửa hàng đừng làm ăn với tôi nữa biến đi chỉ có tiểu mạn tin tưởng anh ấy mặc dù lão tự thường cay độc nhưng không bao giờ là người hại người vô tội lời nói của tiểu mạn cũng khiến lão tự suy nghĩ và rồi anh đến nhà cựu thanh tra tìm dấu vết nhưng khi anh vừa nhặt lên một tấm ảnh người đến là đồng nghiệp cũ của cựu thanh tra lão phát lão phát không nói một lời bắt đầu lục soát căn nhà thật ra anh phát hiện một vé máy bay gần đây của cựu thanh tra đi mỹ thăm con trai từ đó chứng minh cựu thanh tra không tự tử và dựa vào vụ án 30 năm trước mà suy đoán nạn nhân tiếp theo sẽ là cô gái tóc đen dài ban đầu lão bạch không tin vào những gì lão phát nói nhưng khi nghĩ đến mái tóc đen dài của tiểu mạn gần đây mang trong lòng một chút sợ hãi anh đến nhà tiểu mạn không ngờ sàn nhà đầy máu thậm chí trong bồn tắm còn có một chiếc răng khi lão phát mở tủ lạnh một cái đầu xuất hiện đột ngột trước mắt lão bạch bị sốc ngay lập tức bởi cảnh tượng này sợ hãi đến mức trở nên trẻ hơn vài chục tuổi trong chớp mắt từ ông lão hóa thành cháu trai ban đầu cái đầu không phải của tiểu mạn mà là người bạn thân đến nhà tiểu mạn chơi cách đây hai ngày ngay khi lão tự vừa lấy điện thoại ra để báo cảnh nhưng bị lão phát ngăn lại lão phát suy đoán nếu cả hai người đều bị giết rõ ràng sẽ không chỉ để lại một cái đầu tiểu mạn rất có thể vẫn còn sống và bị kẻ giết người mang đi nếu báo cảnh chắc chắn sẽ làm kẻ giết người hoảng sợ vì vậy hai người đã cho mình nửa vào đất hình thành một đội nhỏ thông qua việc xem lại hồ sơ mà cựu cảnh sát để lại họ phát hiện 30 năm trước kẻ giết người luôn chọn người già làm mục tiêu trước khi giả mạo tự tử cho đến khi sau nhiều lần tập luyện, họ chuyển hướng mục tiêu thành cô gái 18 tuổi tóc đen dài. Lão Bạch nhìn vào hình ảnh nạn nhân không kìm được cảm giác lạnh lẽo trên lưng. Hình dạng của nạn nhân lại giống hệt với tiểu Mạn. Hiện nay, một số vụ án này giống hệt như trước 30 năm, người sống sót duy nhất vào thời đó chính là chủ tiệm bánh mà lão Tư luôn thầm mến, nhưng lão Bạch không muốn anh ta bị cuốn vào vụ án lần này, vì lão Bạch đã từng gặp gã sát nhân trước đây 30 năm. Hai người nhanh chóng kết hợp với hồ sơ của cựu điều tra viên, xác định một nghi phạm đáng ngờ, nhưng bác sĩ Lô, người hỗ trợ y học cổ truyền có tiếng rất tốt, luôn chăm sóc vợ bị liệt từ nhiều năm thậm chí thường xuyên miễn phí khám bệnh và chẩn đoán cho người cao tuổi trong cộng đồng nhưng lão bạch vẫn dùng việc khám bệnh làm cớ để thăm dò bác sĩ ngồi xuống và trực tiếp hỏi về tung tích của tiểu mạn tuy nhiên vợ anh ta vừa rơi vào tình huống khó xử bác sĩ lô đã nhanh chóng dùng cơ hội này để dẫn vợ ra khỏi đó hai ông lão không từ bỏ vì điều đó lão bạch chịu trách nhiệm theo dõi bác sĩ lão bạch đã tận dụng cơ hội để đến nhà bác sĩ lô ngay khi bước vào anh nghe tiếng phụ nữ khóc ở xa ban đầu anh nghĩ đó là tiếng cầu cứu của tiểu mạn khi lão tự tìm đến tiếng ồn nhưng anh phát hiện chỉ là vợ của bác sĩ lô bị liệt nhưng trước khi rời đi Bên ngoài phòng, một dãy số đã thu hút sự chú ý của lão tự, khi anh cầm cờ lê và đập liên tục. Alo, quay lại, lão Bạch giải thích nguyên nhân sự việc, đối với việc lão tự xâm nhập biệt thự danh tiếng, bác sĩ Lô không chọn gọi cảnh sát mà để anh ta ra đi, chuỗi hành vi bất thường này, một lần nữa xác minh sự thật về việc có maonea ở đây, lúc này lão phát cũng cầm súng theo đến đây, khi mở cửa, mắt anh nhìn thấy một khu vườn hoa trồng rộng lớn hoa thuốc phiện, bác sĩ Lô nói rằng chỉ để giảm đau cho vợ mình mới thực hiện biện pháp này nhưng lão pháp lúc này nhờ vào kinh nghiệm đã từng gặp tội phạm khi còn trẻ tin rằng anh ta là thủ phạm không một lời nói liền bắn liên tiếp vào anh ta nhưng sau tiếng súng bác sĩ luo vẫn bình an hóa ra súng của anh ta chỉ là súng đồ chơi mà anh ta mua từ chương trình khuyến mãi và từ vị trí của nạn nhân thấy thẻ của người mất trí tuổi cao và cuộc truy lùng hài hước này kết thúc vị trí của tiểu mạn vẫn chưa rõ về nhà lão tự không thể không nhớ lại lời của cựu thanh tra dựa vào đặc điểm của thủ phạm có khả năng cao sẽ tấn công lão người độc thân một lần nữa vào buổi tối lão bạch dựa vào ký ức đến gần một người lớn tuổi sống một mình ở gần đó nơi ở của người lớn tuổi sống một mình nhưng khi anh ta nhìn lên thì phát hiện người lớn tuổi đã bị treo cổ trên dầm nhà thậm chí cả chú chó ngoài cũng bị giết may mắn phát hiện một mảnh vải quần bị chó cắn và một chiếc chìa khóa trước đó anh ta vừa thấy một chàng trai trẻ thiếu một miếng quần từ đó anh suy đoán rằng anh ta chính là hung thủ của một số vụ giết người liên tiếp lão bạch không do dự cầm cây đinh vào nhà người đàn ông tại đây thật sự phát hiện hình ảnh của mỗi người già bị giết thông qua một thẻ nhân viên trong ngăn kéo phát hiện người này là nhân viên đường sắt không lâu lão bạch đã cầm cây đinh đến phòng giám sát đường sắt một mình không ngờ người đàn ông đã thẳng thắn không giả vờ nữa trực tiếp đánh mạnh vào ông già đã qua nửa thế kỷ may mắn là một cảnh sát phát hiện người đàn ông đang đánh ông già không ngờ trong quá trình đánh nhau cảnh sát bị hung thủ đá một cú và bị đánh bất tỉnh khi lão bạch theo đuổi theo hướng người đàn ông chạy trốn không ngờ chỉ trong một giây người đàn ông trước khi chết nói rằng anh ta không phải là hung thủ giấu giếm tiểu mạn sau khi điều tra phát hiện người đàn ông thường xuyên bị người lớn tuổi áp đặt từ đó đã nảy sinh tâm lý căm ghét để trả thù người sống một mình nhưng lão bạch vẫn tin rằng còn một kẻ giết người khác bởi vì tiểu mạn không phải là đối tượng để đàn ông trả thù nhưng dường như lời nói của anh ta không được cảnh sát chú ý vô phương anh chỉ có thể tìm thấy người anh thầm yêu tiểu anh cầu xin anh ấy cho biết về đặc điểm của kẻ giết người tiểu anh nói rằng 30 năm trước khi cô bị bắt cô hoàn toàn không nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông có lẽ đó cũng là lý do anh ta thoát chết nhưng trong quá trình đó cô cảm thấy tay của kẻ giết người rất lạ giống như có sáu ngón tay lão bạch nhanh chóng thông báo tin này cho lão phát ở viện dưỡng lão lúc này lão phát dường như bị bệnh và không nhận ra anh ta nhưng trước khi rời đi một bó hoa trên bàn đã thu hút sự chú ý của anh ta tôi đã nói sớm rằng anh ta là kẻ giết người lão tự ngay lập tức vì lý do đi khám bệnh lần thứ hai đến nhà của bác sĩ lô trong quá trình kiểm tra nhịp tim thật sự đã thấy vết sẹo trên ngón tay cái của anh ta điều này chứng minh anh ta chính là thủ phạm thực sự của tất cả các vụ án này nhưng bác sĩ lô cười khinh bỉ và đánh gục ông bạch ngay lập tức sau đó anh ta kéo ông ta vào phòng ngầm bí mật của mình để chuẩn bị chia sẻ xác ông bạch cũng gặp gỡ cô bạn bị giam giữ ở đây từ lâu Tuy nhiên, lúc này cô mạn dường như đã mất khả năng nói sau khi bị tra tấn. Lúc này, bác sĩ Lô vác theo vợ mình bước vào. Thực ra, người mà anh ta vác không phải là vợ thật sự của anh ta, mà là một trong số những người phụ nữ anh ta đã thay đổi suốt nhiều năm. Mỗi khi chán trường, anh ta sẽ bắt ngẫu nhiên một người phụ nữ theo ý mình. Sau đó, anh ta sẽ cắt đứt dây thần kinh của họ để gây tê liệt. Như vậy, họ có thể luôn ở bên cạnh anh ta và người trẻ tuổi ở cửa sắt đường. Chỉ là một fan hâm mộ nhỏ mà thôi, mô phỏng cách anh ta gây án. Ngày đó, để cho người trẻ tuổi đóng vai mình, anh ta đã lái xe đâm chết hắn. Ngay khi bác sĩ Lô cắt đứt dây thần kinh của vợ hiện tại, Lão Bạch xuất hiện ở đây với một khẩu súng, ban đầu bác sĩ Lô tưởng lại là súng đồ chơi, nhưng chỉ trong giây tiếp theo, lão Bạch đã đâm thủng tai ông Lô. Ngay sau đó, lão Bạch bắt lão Bạch dẫn theo tiểu mạn đi trước. Lần này, lão Bạch đã trước đó lấy trộm khẩu súng thật của con trai thám tử. Bác sĩ Lô đã rót axit sulfuric một cách quyết liệt, sau đó ôm chặt cổ lão Bạch. Ban đầu, lão Bạch không chỉ là người đi ngang qua với tên sát nhân, mà còn là đồng nghiệp của cựu thám tử. Vụ án vẫn chưa được làm sáng tỏ, dẫn đến nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng anh ta. Lão Bạch tức giận tấn công thẳng vào bụng bác sĩ Lô, rồi đấm mạnh vào mặt với cú đấm to như cái nồi nhưng lại bị đối phương tận dụng cơ hội bắn trúng bụng lão bạch đã ra với việc mang theo tiểu mạn rõ ràng lão bạch không thể đi xa được rất nhanh bác sĩ lô đã đuổi kịp khi lão bạch tìm cơ hội tấn công nhưng bị đối phương dùng một chân phải và một chân trái để kìm chế may mắn là lão phát tỉnh dậy và đến kịp hai người cùng nhau kìm chế hắn khi lão phát muốn gây ra một cú đánh chết người cho đối phương nhưng bị lão bạch ngăn lại anh ta không muốn lão phát trở thành kẻ giết người cậu định làm gì vậy lúc này cũng cuối cùng đã vang lên tiếng còi cảnh sát sau sự việc này gánh nặng trong lòng lão phát suốt 30 năm cũng được giải tỏa hoàn toàn lão tử cũng đã chiếm trọn trái tim của tiểu anh tiểu mạn càng trở thành người thân của anh ta khi nào cậu trả tiền thuê hàng tháng cho tôi ha 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 đến đây bộ phim kết thúc bộ phim này được chuyển thể từ chuyện của hàn quốc hoa khương đao những bạn quan tâm có thể tìm kiếm để xem